anh có thằng bạn á cũng có tật xấu giống em, thế mà nó giận cái gì hay nó làm được gì nó giận nó trốn, mà nó chuyên môn trốn toilet. Đó mới là tật xấu. Rồi đi làm ngành điện thì có hay bị điện giật không? Dạ, về cái ngành của em thì em bị điện giật hoài. Trời ơi. Em bị điện giật hoài. Trời ơi. Lúc đó là em bị điện giật nhiều quá và em quyết định là bỏ công việc về nhà luôn. Em giật khoảng bao nhiêu lần rồi? Dạ, nếu như mà giật nhẹ nhẹ thì nhiều lắm ạ, còn giật nặng thì không có. Tức là bị giật nhẹ nhẹ nhiều hả? Dạ. Bữa nào đi khám bác sĩ lần bữa nha. Con trai thì xây nhà, còn con gái thì xây tủ ấm. Tiền bạc thì chắc là thầy giữ hết chứ. Tháng cho tiền cà phê với đổ xăng xe là được rồi. Ôi, thấy thương ghê không? Thương trời ạ. Rồi, xin mời gia đình nhà gái. Rồi, chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào, bạn trai bên kia và toàn thể quý vị đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thủy, em năm nay 27 tuổi. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Em xin chào chị Hồng Vân. Chào bạn cùng chơi. Và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây và đang xem chương trình. Em tên là Võ Đức Trường, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Năm nay em 28 tuổi. 28, hơn bên kia 1 tuổi. Cái công việc hiện nay em đang làm gì? Dạ, em đang làm bảo trì điện cho một công ty trên địa bàn ở quận 9. Em gái cho bên đàn trai biết về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hòa đồng vui vẻ. Khuyết điểm của em là em hơi lười. Khuyết điểm khác luôn là em nứt ướt. Có nghĩa là bộ phim người ta là chỉ khóc những cái lúc mà cao trào nhất, còn em là chỉ cần cảm động là em khóc từ đầu tới cuối. Rồi, mời em trai. Dạ, cái điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng. Dạ, em không hút thuốc mà em biết nấu ăn cũng hơi bị ngon. Em có mất ướt không cưng? Dạ, cũng hơi hơi chị ơi. Trời ơi, rồi coi phim có khóc từ đầu đến cuối không nè? Dạ, chắc là em khóc vào cái điểm cuối thôi chị ơi. Cái lúc mà cao trào thì em mới khóc thôi à. Nói chung hai đứa về giận nhau ngồi khóc thôi. Em có tật xấu gì không vậy cưng? Dạ, cái tật xấu của em thì nhiều lắm chị ơi. Dạ, ví dụ như là em được nghỉ vào những cái ngày mà cuối tuần thì chắc em ngủ từ sáng tới chiều vẫn được. Nhiều khi mà em căng thẳng quá thì có thể là em đi đâu mất tiêu cũng nên, hay trốn. Trốn đi đâu? Dạ, ví dụ như trong công việc thì em sẽ trốn đi chỗ nào đó người ta ít tìm được em nhất. Trong cuộc sống thì em đi biển hay đi đâu xa xa xíu. Ồ, vậy cũng phải tật xấu em ơi. Anh có thằng bạn á cũng có tật xấu giống em, thế mà nó giận cái gì hay nó làm được gì nó giận nó trốn, mà nó chuyên môn trốn trong toilet. Đó mới là tật xấu. Đường tình duyên bên đàn gái sao nè? Dạ, hiện tại là em đã trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh, mối tình thứ hai thì là thời sinh viên, và mối tình thứ ba thì là cách đây 2 năm. Thì em quen bạn đó cũng được khoảng 1 năm, xong sau đó thì bạn đó quay lại với người yêu cũ. Rồi, mời em trai. Dạ, em thì em có 2 mối tình. Em mối tình đầu tiên của em là gắn với thời sinh viên. Rồi, còn mối tình thứ hai của em là cách đây 1 năm rồi. Yêu mấy năm? Dạ, tầm cỡ 3-4 tháng thôi ạ. Ồ, vậy cũng ít quá. Nói chung là tình yêu của em cũng chưa sâu sắc gì lắm đúng không? Dạ. Bây giờ mình tính tới tương lai đi. Dạ. Em mong muốn có một cái người yêu lý tưởng của em như thế nào để cùng đồng hành với em trên suốt cả cuộc đời luôn? Dạ, thì cái người yêu lý tưởng của em thì chắc em không có mộng cao sang đâu ạ. Thì hiện đại và pha chút truyền thống là được rồi. Cái người nói mà một chút hiện đại pha lẫn truyền thống mới khó đó. Em tưởng tượng cái người bạn gái bên đây em như thế nào? Dạ, thì qua cái giọng nói và cách mà bạn chia sẻ thì em nghĩ là bạn này cũng có một chút gì đó gọi là hiện đại một tí. Tóc dài hay ngắn? Em nghĩ là nếu như bạn ấy thì chắc là tóc hơi dài xíu. Không, hiện đại phải tóc ngắn. Truyền thống như Hồng Vân là tóc dài. Chị nhìn em chị thấy em có vẻ là một người hơi tình cảm, hơi yếu đuối một chút xíu, đúng không? Dạ đúng rồi, em sống thiên về tình cảm. Hồi nãy em nói là em khóc đoạn cuối, chị không có tin đâu. Chị nghĩ là chắc em khóc từ đầu đến cuối đó. Khóc trước bên kia luôn á. Trong cái ví dụ như thường á, hai người mà yêu nhau rồi gây lộn với nhau á, thì em có khóc không? Dạ thì có một lần em nếu kéo không được là em khóc. Trời, tội nghiệp không? Dạ. Anh cũng có thằng bạn, mỗi lần nó giận phụ nữ nó cũng trào, mà không trào nước mắt, nó trào nước miếng. Anh thiệt tình, người ta đang vô melo mà thiệt cái anh chọt vô cái róc liền. Rồi đi làm ngành điện thì có hay bị điện giật không?
Dạ, về cái ngành của em thì em bị điện giật hoài. Trời ơi. Em bị điện giật hoài. Trời ơi. Hoài luôn hả? Dạ. Mỗi lần bị điện giật rồi có khóc không? Dạ, không được ạ. Cái lúc đờ hay là gì khóc? Khoảng thời gian mà lúc em mới chia tay mối tình đầu tiên á, thì lúc đó là em bị điện giật nhiều quá và em quyết định là bỏ công việc về nhà luôn. Em giật khoảng bao nhiêu lần rồi? Dạ, nếu như mà giật nhẹ nhẹ thì nhiều lắm ạ, còn giật nặng thì không có ạ. Tức là bị giật nhẹ nhẹ nhiều hả? Dạ. Bữa thì... nào đi khám bác sĩ lần bữa nha, kiểm tra lại toàn thể cơ thể coi sao. Anh bị điện giật có hai lần mà anh cũng khùng khùng rồi đó. Nói chung nó là vậy nè, bên đây là tình cảm nhẹ nhàng hư sinh, để tôi xem bên đàn gái coi. Trời ơi. Dạ. Dễ thương vậy trời. Đó. Em biết sửa điện không? Nghe không, điện. Thì em biết sơ cứu người bị giật điện không? Chắc em phải về học. Phải học nha. Chứ nếu mà không mà sơ cứu không biết, người ta bị điện giật và rờ vô nó giật là cái người sau mới là mệt đó. Em nghĩ là cái đối tượng bên đây á, anh ấy như thế nào? Tại vì hồi nãy bạn đó có chia sẻ là bạn đó có một tật xấu là ngày chủ nhật ngủ có thể là ngủ từ sáng tới chiều. Thì em nghĩ đó đúng là tật xấu á, tại vì nếu mà quen bạn gái mà ngủ từ sáng tới chiều thì thời gian đâu mà dành cho bạn gái. Không có bạn gái nó mới ngủ chứ có bạn gái dễ gì nó ngủ. Trời đất ơi. Với lại về cái vấn đề mà bị giật điện nhiều lần em thấy cũng hơi quan ngại. Thôi cái này hơi ngại. Yên tâm, em trai bên đây là tỉnh táo lắm. Trừ khi nó trái gió trở trời thôi. Ông có nha, ông làm mối mà ông không có binh vực bên đàn trai. Mình phải nói hết cho bên đàn gái hiểu. Không, nhưng mà hồi nãy bạn có nói là đó là cái thời gian mà chia tay cái mối tình kia. Là khi mà bạn làm việc á, bạn bị lơ đãng quá là vì buồn á, cho nên mới bị điện giật. Đó, cái vấn đề đặt ra là như vậy. Có nghĩa là một người rất là yếu đuối, tình cảm. Em không thích người bạn trai của em là quá yếu đuối. Có nghĩa là con trai là phải có quyết đoán nhưng không độc đoán thôi. Phải mạnh mẽ. Bên đây chỉ yếu đuối trong chuyện tình cảm thôi. Còn công việc thì rất là mạnh mẽ. Em thấy những người làm điện là người ta mạnh mẽ lắm. Dạ em mạnh mẽ lắm. Quyết đoán không? Dạ có quyết đoán mà không độc đoán. Có gia trưởng không? Không độc đoán. Dạ không có gia trưởng anh. Chỉ có yếu đuối trong tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ do con người của em là sống thiên về tình cảm, cho nên cái mặt đó là cũng là cái mặt mạnh và cái mặt yếu của đúng em. Rồi thì em đã sắp xếp chuẩn bị cái gì cho cuộc sống gọi là hôn nhân chưa? Dạ thì em có chuẩn bị rồi chứ chị. Chuẩn bị gì nè, nói nghe. Dạ thì cái khoảng thời gian đi làm của em á thì em cũng tiết kiệm được một chi phí cũng ít để sao? Đủ để lo cho. Có chi phí sẵn sàng rồi. Đủ để lo cho bạn tầm 2-3 năm. Giờ nhà cửa sao, hai đứa lấy nhau rồi nhắm chừng nào có được căn nhà? Dạ của em là ở Gia Lai á, hiện tại thì em có mua được một miếng đất ở đó. Coi đầu miếng đất ở Gia Lai người ta bán đó, ta vô thành phố ta mua. Nói chung là anh cũng có chuẩn bị rồi đó, cho đàn gái yên tâm. Rồi bên hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội bạn thân của em. Hội bạn thân. Hội bạn thân có độc thân không? Dạ có, em lên đây thì ngoài gánh trọng trách là tìm người yêu cho em thì em cũng phải tìm luôn cho những người bạn của em. À vậy hả? Rồi. Vậy là mấy kỳ sau là có 1, 2, 3, 4 khuôn mặt tên này lên đó. Hết nha. Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn trường, cũng như chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay bữa ngày hôm nay. Mình phải cho nhau cơ hội ở đây chương trình để có thể tìm hiểu nhau, quen biết nhau hơn nữa. Mong Thủy và Trường hãy cùng nhau cho nhau cơ hội để có thể là cho tụi mình được báo hỷ sớm. Rồi sau đây là Châu có một số đôi lời cũng muốn nhắn gửi tới Thủy. Rồi. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào Kinh. Chào Trường. Khi mà Thủy đến đây thì mình cũng mong Thủy tìm được một cái người, một nửa còn lại của mình. Mình cũng nói với Thủy là Tết tới rồi, có bồ đi. Nhắc cầm đứa... ý quá vậy. Tới rồi, bạn... lạnh lắm. Hồi nãy cứ Thủy có ra ám hiệu. Thủy nói là nếu mà bạn đó mày mà thích đó, thì mày phải dày. Mày không, mày thấy vừa vừa thì dày. Mà mày không thích thì phải như vậy. Dạ, mấy đứa để sao nào. Dạ vậy. Ok, ok. Rồi Trường đi với ai? Dạ em đi với cháu trong nhà của em và bạn em ạ. À, rồi. Dạ, cháu là tên là Thương, là cháu của chú Trường. Thì cháu thấy là chị rất là hoạt bát, khá là xinh xắn. Và với cái mái tóc ngắn thì thực sự chỉ là nhìn khá là cá tính. Còn về chú Trường á, thì bản thân chú thực sự là một cái người hiền lành và sống tình cảm. Cái việc mà chạy đi đâu đó thì cũng không hẳn là trốn đâu, mà là thực sự là cần một cái khoảng không gian yên tĩnh cho mình để suy nghĩ, để tìm cách vượt qua, chứ không hẳn là một cái người yếu đuối. Thực ra thì một bên hiền lành, một bên hoạt bát thì hai bên có thể là bù trừ cho nhau.
nếu như mà đến với nhau thì thực sự là cũng rất là thú vị ạ. Trời, con đứa cháu giỏi quá nha. Đó, cháu chín chắn hơn quá là chú. Quá giỏi luôn. Chú thấy nghe cháu bình chú chưa? Số 1 luôn. Được rồi, bây giờ mình mở rào đi ha. Ông thấy sao? Ok. Mình nói ok, tôi cũng thấy ok đó. Tiến tới đó. Mở rào. Bắt đầu đi trường. Dạ, chào bạn. Mình có món quà tặng bạn. À, cảm ơn anh. À, đây Thủy cũng có món quà. Cái này là quà handmade wrap book từ tay Thủy làm. À, thì nếu mà sau này mà mình có duyên hẹn hò thì mình sẽ dán hình hai đứa vào đây. À. Ồ, đẹp quá nha. Hình như đây là lần đầu tiên em làm cái này cho một người nào đó. Cảm ơn bạn, mình thấy rất đẹp. Cảm ơn em, sao cảm ơn bạn. Bây giờ Cường hát cái gây ấn tượng thế nào? Để gửi tặng cho Thủy với lại là chương trình, với lại là quý vị đang xem chương hình, thì em xin gửi bài tình Đông Phương. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu thương sao chưa thành câu. Sợ rằng đường về cũng còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vươn sầu lấy. Nàn đẹp dịu dàng muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em sẽ nhớ cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàn ơi đã biết chưa, anh đã yêu từ lâu. Rồi, mời Thủy đáp lại đi. Vậy em cũng xin đáp trả lại bài đó là bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Em hồi hộp quá, em quên mất lời. Bởi gái vì một khi em đã yêu, là con tim em đã, là con tim em đã sương trong rất nhiều tình yêu. Dù đường tình yêu muốn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối, và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Rồi. Mỗi quà coi người ta tặng mình cái gì nè. Trường thì làm bên điện. Cái này là hồi xưa chuyên ngành của trường thì đã làm qua cái này. Và trong đó thì có rất là nhiều thứ. Đẹp quá à. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện trong vòng 2 phút nha. Thì cái mà hồi nãy trường nói là trường hay đi trốn. Cái đó là chỉ là nhất thời thôi. Có nghĩa là cái lúc mà mình chưa tìm được một cái giải pháp gì đó thì tạm thời mình sẽ né một bên. Để mình, thứ nhất là mình lấy lại bình tĩnh cho mình. Và thứ hai là mình cho cái người đó có một cái khoảng không gian để người ta cũng suy nghĩ lại. Có thể là sau đó thì hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Miễn đưa em đi trốn là được. Nếu mà hai đứa tiến tương lai thì sau này về mình sẽ phát triển kinh tế gia đình như thế nào? Người ta nói là con trai thì xây nhà, còn con gái thì xây tổ ấm. Tiền bạc thì chắc là thầy giữ hết. Vui tháng thì cho tiền cà phê với đổ xăng xe là được rồi. Ờ, thấy thương ghê không? Thương trời ạ. Ở trong cái quà tặng cho trường, Thủy có viết rằng đôi khi định mệnh chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua từ ánh mắt. Dạ. Yeah. Và bây giờ khoảnh khắc nó đã đến. Biết đâu định mệnh nó sẽ là ngày hôm nay. Và đôi khi định mệnh đó tốt hay không tốt, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bấm hay không bấm, đó cũng là định mệnh. Nào, hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Rồi, bấm luôn rồi đó. Thôi Linh uống cà phê đi. Bây giờ trường đã bấm, còn quyền quyết định vẫn ở Thủy.
Đôi khi định mệnh cũng chỉ là những khoảnh khắc. Thôi được rồi qua anh. Qua từ đôi mắt ha Thủy ha. Dạ. Nào, chúng ta vẫn hồi hộp chờ đợi xem cô ấy có bấm nút hay không. 3 2 1 Chúc mừng. Thủy là làm đúng luật á, cứ phải số cái tuần nó mới bấm đi. Nào hãy nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên để minh chứng cho mình bấm nút từ trái tim. Thì tháng sau trái tim mình hiện nay thế nào rồi? Dạ rung lắm anh ơi. Đẹp đôi đấy, Trường cũng dễ thương hiền. Cô gái này bạn lĩnh đấy. Vân cảm giác là định mệnh cho Trường hay sao? Tại vì với cô bé này Vân không nghĩ là đến giờ này mà bạn chưa có người yêu đâu. Thực sự bạn này rất là hoạt bát, rất là duyên dáng rồi. Luôn bạn Thủy. Chứ thấy bạn xinh quá. Nè, đôi khi định mệnh chỉ nằm trong khoảnh khắc cùng một ánh mắt thoáng qua. Và chỉ cần ánh mắt thoáng qua các bạn đã có định mệnh rồi đó. Lấy hai cái hình dáng như đây nữa là xong. Định mệnh sẽ nằm ở đây luôn, giữ lấy. Rồi, chúc hai đứa sớm hiểu nhau và sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Em cảm ơn chương trình ạ. Dạ, em xin cảm ơn chương trình. Nhìn nhỏ nhỏ, xinh xinh, dễ thương. Là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày, 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao? Cao, tại em thích cái dáng nhiều người giống như siêu mẫu vậy đó. Tức là cái người phụ nữ nhỏ con thì đối với em không tương xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Could you introduce yourself in 1 minute, please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Ngó qua hàng rào thấy bên đó cao quá. Mời nhà gái. Chào cô gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh Em xin chào chị Ngọc Lan Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Sang. Em năm nay 33 tuổi, tuổi Tỵ. Em đến từ thành phố Trà Vinh Em làm công việc gì? Dạ, hiện giờ em đang làm việc là kinh doanh tự do cái ngành mắt kính thời trang Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Mỹ Ngọc, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm toán trí tuệ. Là em từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi. Rất dạ. Hai bạn đều ở miền Tây, Nam Bộ hết ha. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Là trời phú cho em nhé. Thứ nhất là cái khả năng quan sát nhạy bén vấn đề. Cái thứ hai là em có thể trò chuyện để hiểu tâm lý cái người đối diện. Hay quá. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu của em là em ít nói lắm, làm nhiều. Đôi khi người ta nghĩ như em ít lãng mạn, nhưng mà đôi thúc thì em cũng rất là lãng mạn. Tại em là một người đọc sách á. Khi có chuyện buồn thì em hay lang thang vô cái nhà sách. Thì bằng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình, em lên tra Google ha, thì em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Mời nhà gái. Em là người rất là lì. Em là người rất là lì. Lì hả? Em nghĩ chắc đó cũng là khuyết điểm, cũng như là ưu điểm. Em là người kỹ tính, khó tánh, khó chịu. Trời ơi, khó tánh. Khó tánh mà khó chịu nữa khó hả? Khó tánh, khó chịu, mùng lì nữa chứ. Trời. Em trai có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn một chút. Bao lâu? Gần khoảng 4 năm. 4 năm là cũng sâu đậm đó. Sâu đậm. Nhưng mà lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay dạng như là hai người bất đồng quan điểm với nhau. Hai người không tìm được tiếng nói chung nữa trong tình cảm nữa. Nhưng mà cái người bạn nữ của em á, hay đi làm hay là trễ hẹn nè, hay là như lề mề. Rồi nhiều đôi khi cũng có hay đi nhậu nữa. Tao nói là chửi đó. Chửi luôn á hả? Chửi luôn. Thì em nhịn, chúng em quen nhau được thời gian là 4 năm. Mà cô ta chửi em chỉ có 4 ngày thôi là chia tay. Chửi liên tục 4 ngày luôn? 4 ngày. Chào chàng trai, chửi vậy rồi có ngừng uống nước vậy nào không? Dạ cũng có chứ chị. Tức là cũng có nghỉ vài nhịp đúng không? Đúng rồi, cũng có nghỉ vài nhịp. Tưởng làm la phanh. Rơi vô thời điểm này đó là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Thậm chí là cho không cho ăn 4 tiếng, không cho gần 4 thử tiếng. Thử thách. Nhìn ăn thử thách 4 tiếng. Get go.
Trời ơi chú Linh ơi, một cái câu chuyện người ta buồn chết luôn rồi, chú nói lại thành một cái câu chuyện hài. Thôi cho nó vui vẻ ha. Vui vẻ đi, cái gì nó xóa tan đi những buồn phiền đó đi. Nói chung là giờ là vừa là không có cái gì vướng bận đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chào cô gái. Hello. Good morning. Trời ơi trời. How are you? Fine, thank you. Sit down please. Cô giáo dạy tiếng Anh hả? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong đó ha. Ủa Cần Thơ mình qua Trà Vinh gần mà. Không gần đâu. Chưa đi Trà Vinh luôn hả? Trời ơi Trà Vinh nó nhiều món ăn ngon lắm. Trời ơi nói Trà Vinh giống như cổ tưởng đâu, ở châu Phi hay gì đó. Vậy là chắc yêu ít lắm nè. Ít em có mấy mối tình rồi? Dạ khoảng 2-3 người. Khoảng 2-3 người hả? Những mối tình của em có cái gì đặc biệt không bé? Dạ em bị ám ảnh chị. Sao ám ảnh? Vì quen chưa tới năm ám ảnh rồi. Quen chưa tới năm mà ám ảnh. Dạ tại vì người đó giới tính không có bình thường cho nên là em cũng bị ám ảnh. Giới tính không bình thường là sao? Là em yêu nam hay em yêu nữ vậy? Em nói chị nghe để dạ, chị phân. Dạ là nam nhưng mà sau này em phát hiện người đó không hẳn là nam. Rồi vậy em hiểu rồi. Đó là thử thách thôi mà. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào nè? Tiêu chí đầu tiên phải là đàn ông đúng không? Dạ đầu tiên phải nam tính. Dạ đầu tiên đúng là phải là đàn ông nhưng mà phải có đạo đức. Có đạo đức. Thứ hai là em muốn người đó có chút tài. Chút tài. Tài ăn nói, tài ngoại ngữ hay tài ca hát, tài lẽ gì cũng được. Rồi, để chút, qua hỏi qua một hỏi. Một chút sẽ thử tài bên đó. Quan trọng nhất là người đó không được lùn. Không được lùn hả? Không được lùn. Bên kia quá lùn. Bên đây chị nói thiệt với em có một chút xíu thôi. Chút xíu nữa là tới 2 mét á. Em không thích đi ghĩa đàn ông. Dạ, em không thích nhậu với hút thuốc lá. Nhậu hút thuốc. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không, không hút, không rượu luôn. Dạo nãy tôi mới nghe nói là có đi nhậu đó. Nó nhậu là bạn gái em nhậu. À, bạn gái nhậu mới. Bạn gái nhậu mới đau chứ. À. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với vợ chồng em gái. Chào cô gái. Dạ em chào thì MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào em. Em thấy nhà trai này đáp ứng được nhu cầu của nhà gái không? Ý kiến của em là thấy được. À cao không? Dạ cao. Cao không? À, có tài không? Dạ em không biết. Nãy giờ anh nói đó. Có bài phán đoán này kia đọc đó. Sách đồ, đọc sách nhiều là ăn nói tốt. Đúng rồi. Viết thư đồ cũng tốt nữa. Đẹp trai không? Ừ. Dạ có. Dạ em thấy hiền. Ừ, cũng thấy hiền đúng không? Rồi được rồi. Rồi bây giờ nè em trai đi với ai? Dạ em đi một mình anh. Một mình phải không? Có anh lo. Bây giờ em muốn mẫu hình bạn gái như thế nào? Em giữ ba quan điểm không thay đổi. Rồi. Tức là em tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao. À, cao. Tại em thích cái dáng người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không tương xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Chững chạc. Chững chạc. Đó. Thứ ba nữa là cái người phụ nữ đó là dạng như phải hiểu một ít về cái người chồng của mình. Cái điều này em rất quan trọng. Ba cái tiêu chí đó không bao giờ thay đổi đúng không? Không bao giờ thay đổi. Rồi chút mở mà rào ra sẽ biết. Tự tìm hiểu luôn. Tự tìm hiểu luôn. Đúng. Mở rào. Mở rào. Đó, qua em đo em xác định coi có cao không. Mời em ra đo. Đo luôn hả trời. Còn nếu nó không cao nghỉ chơi về. Mình xin tặng bạn một món quà. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Một quyển sổ với một ít kinh Phật. Tại vì em quan niệm là người ta tâm sinh tướng, tướng sinh tài, mà tài thì lại sinh tai. Cho nên là cho nên là em mong muốn là nếu mà người nào mà có cái tâm thiện, tính lành đó thì thường xuyên là niệm Phật để cầu mong được những điều may mắn tốt lành cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Anh tặng em một cuốn sổ và một cái bút để em tự viết câu chuyện của mình trên đó. Ôi đẹp quá. Em cảm ơn. Rồi hai bạn đo chiều cao gì đó rồi đo đi. À thôi dạ không nhìn được rồi chị. Tiêu chí đó được chưa? Không cao nghỉ chơi về luôn. Tại mà quan trọng là còn cái tính cách nữa. Ừ rồi. Sẽ thấu hiểu với nhau nữa. Mời hai bạn về chỗ. Em nói em yêu nhầm cái người đồng tính. Anh muốn hỏi em là cái giới tính của em là như thế nào? Em là thuộc cái người led đó, hay là cái người mà dạng như song tính, hay là em là người nữ thẳng? Em là bình thường. Bình thường cái tính em bình thường. Tại vì cái thời điểm em quen người đó em chỉ còn là một cô bé sinh viên. Cho nên là cái kinh nghiệm tình cảm em không có nhiều. Ủa vậy cái lúc mà em quen nhầm cái người bạn nữ đó? Người nam. Người ta yêu con trai. Người nam hả? Người là nam, nam như anh vậy nè. Nam như anh vậy nè đó. Nhưng mà đôi khi ta gặp nhau đó là đại khái vậy. À anh hiểu rồi. Hiểu chưa? Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu mà mình quen nhau á, em chuyển công tác của cái nơi em á, em về Trà Vinh em sống được hay không?
À, đây cũng là vấn đề rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Tại vì em rất là yêu nghề. Nếu mà đi một nơi khác thì em cũng muốn làm công việc hiện tại của mình. Thì em phải về cái nơi anh ở với anh á, em có đồng ý hay không? Hỏi ngược lại em. Em có thể xin một chỗ cho cô ấy dạy tiếng Anh ở chỗ em được không? Đúng. À. Ở gì? Chú Linh hay quá. Cô ấy chỉ mong muốn được làm nghề thôi. Còn làm nghề ở đâu không quan trọng. Nếu làm nghề mà nơi đó có người mình yêu nữa thì càng tốt. Hiểu không trai? Em hiểu rồi. Nhưng mà em thấy bạn nữ sao thấy yếu đuối quá, như không có tự tin gì hết. Nè, người ta là cô giáo, chưa có đến lúc là phải thể hiện. Em mong muốn điều gì ở bên cô gái nữa? Nói luôn cho hết luôn đi rồi anh giải quyết tiếp. Rồi hỏi như cái, những cái đồng nghiệp nè, những người thân của em nhé. Có luyến tiếc hay là như hay là có tiếc nấu hay không? Đôi khi dạng như một thời gian em đi nơi khác dạy rồi sao em nhớ nơi cũ rồi em quay về nơi cũ rồi sao? Hả? Thôi em thấy cảm thấy đi xa thì cũng tốt. Nhớ đồng nghiệp bình thường sao? Từ Cần Thơ đi Trà Vinh cũng đâu có xa lắm đâu. Không có là xa lắm đó em, đây qua đó là khoảng 4 giờ đồng hồ thôi em. Ủa em đi sao mà 4 giờ vậy? Từ bên em qua đó em chạy xe hả? Khoảng chừng 175 cây số. Vậy bây giờ hỏi thí dụ như giờ cô gái không thể qua Trà Vinh được. Từ cầu Cần Thơ đi xuống quẹo qua Trà Ôn là tới Trà Vinh rồi, làm gì tới 175 cây như vậy? Không có. Không có anh. Google liền. Tôi đi 30 phút là tới Trà Vinh rồi. Dạ không, trên bản đồ thấy chút xíu nhưng mà thật sự bị những phóng lớn ra nó cũng dài lắm anh. Em nghĩ sao từ đây xuống Cần Thơ 180 cây số? Google Map liền. Hay là hồi đó em đi cái đường Vĩnh Long đó. Em qua cái cầu Mỹ Thuận á. Em qua cầu Mỹ Thuận rồi em mới qua được Cần Thơ. Em có qua Cần Thơ chơi lần nào chưa? Ngày hôm qua cũng 4 lần rồi anh. Anh có bạn bè người thân ở Cần Thơ không em? Không, em hình như là anh không có người bạn nào ở Cần Thơ chứ em. Giờ có Cần Thơ nè, bà có, Cần Thơ có nè. Có bạn ở đó rồi. Em có mong muốn qua Cần Thơ chơi mỗi tuần không? Qua Cần Thơ chơi mỗi tuần á. Vậy bây giờ anh hỏi em á, dạng như bây giờ em có thích như vậy không? Nếu mà sắp xếp được thì em sẵn sàng chào đó. Để em suy nghĩ lại rồi, nhưng mà em thấy bạn nữ thấy sao ha? Hình như không có tự tin cho lắm. Tại nãy giờ người ta chưa hỏi á, người ta toàn trả lời không à. Có lẽ là đôi khi là mình hỏi nhiều quá mình lúng túng, thành ra đôi khi mình mất tự tin hơn nhà gái luôn á. Could you introduce yourself in one minute please? Không em, anh không cần tiếng Anh nè. No speak English. Ok. Bây giờ tức là bây giờ em cứ thoải mái đi, em rồi. Cứ trò chuyện đi. Anh có thể hát tặng em một bài được. Cái đó là cái điểm yếu của anh á. Thật sự anh hát rất là tại anh không biết hát. Để em hát trước đi. Em cũng tặng cho anh với quý vị đang xem chương trình một bài hát của nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Chuyện Tình Thứ Nhất. Hay quá, em đứng lên biểu diễn cho anh thấy tự tin nào. Chuyện mình quen nhau thuở xưa, em và anh học chung lớp, biết nhau khi còn thơ. Em chưa đầy 15, anh 16 tuổi đời. Nhớ tan trường đón, anh thường ra trước, dìu em qua sân nắng, nhặt trái mùng tới chín, cho em nặng làm mực, viết nên dòng chữ nhòa, chưa biết nghĩa yêu đương. Mặt học trò còn in nét thơ ngây. Tình thứ nhất và từ lâu cắm nến, lê bước cô đơn, lê chân buồn cỏ dại. Màu tím mông tơi mang hoa nở trắng, cuối mùa tình yêu hẹn hò. Hay quá luôn. Quá hay. Tự tin nằm ở chỗ đó đó. Tự tin chưa em? Tự tin chưa? Nhưng mà em thấy là em chưa cảm nhận được gì về bạn gái. Em chưa cảm nhận được hả? Nguyên trường quay người ta cảm nhận được hết luôn đó. Không, bây giờ em phỏng vấn anh đi. Em muốn hỏi về em phỏng vấn anh đi. Ba mẹ anh khó không? Không, anh thật sự anh chia sẻ là anh đã tự lực từ sớm rồi. Anh ra đời sớm lắm. Không, anh theo quan điểm của cái người phương Tây á, ba mẹ anh sống thật sự là anh sống anh không có gia trưởng gì hết, ba mẹ anh cũng không có gia trưởng, ba mẹ để anh tự quyết định hết. Thật sự anh cũng có mời ba anh, nhưng mà ba anh bảo con hãy cứ tự tin lên mà đi.
Dạ, cái quan trọng là như thí dụ bây giờ em cũng muốn xa quê để đi dạy học không? Dạ, dạy học thì ở đâu nó cũng như nhau thôi anh. Quan trọng là em có xin được việc làm, xin được trường cho anh ta dạy không? Xin được thì xin được á, nhưng mà đôi khi là cái môi trường mới dường như là em không có hợp á, là như khi em đôi khi em nản rồi nữa rồi sao? Anh để mâu thuẫn quá. Sao mà biết tao không hợp? Ở trong chỗ dạy thì chỗ nào cũng như nhau, phòng nào cũng như nhau, học sinh như nhau, nhưng quan trọng về đó có ai cùng kề vai sát cánh để người ta tự tin hay không thôi, là do người đàn ông hết trơn á. Cái quan trọng là em có đủ sức làm cho người ta đi về Trà Vinh người ta sống hay đúng không? Đúng rồi. Bản lĩnh mình ở đâu? Anh sẽ xin cho em việc làm, anh sẽ lo cho em hoàn toàn. Em chỉ có việc đi dạy thôi, mọi thứ để anh lo. Em cứ thử nói thế đi, người ta sẽ tự tin ngay, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em là, thật sự là em thấy bạn nữ này không có tự tin à, dạng như không có. Thôi hỏi nghỉ. Rồi thôi được rồi. Nãy giờ thấy như là cái sự trống rỗng hơn. Bởi vì nãy giờ mình nói chuyện cũng rất nhiều rồi mà chàng trai cũng chưa nhận ra điều gì cả. Mình quyết định thôi. Ừ, rồi. Vẫn là làm thủ tục đưa tay vào nút bấm. Ừ. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Thật ra là chúng tôi cố gắng nói để các bạn hiểu nhau hơn, như mà chàng trai đã suy nghĩ như thế rồi. Cái nhất là ba cái tiêu chí chàng trai là không có hoàn thành rồi. Dạ vâng ạ. Và nãy giờ nói chuyện, nãy giờ anh cố gắng làm thật nhiều nhưng em cuối cùng em cũng thấy có trống rỗng, không có gì hết trơn á. Tóm lại là các em không có hợp nhau, đúng chưa? Dạ chắc là như vậy anh. Chắc chắn là còn chắc gì nữa. À, em có suy nghĩ gì không? Em cũng muốn nói gì không? Tại vì em đã bỏ lỡ chương trình cũng 3 năm rồi, 3 năm trước. Chương trình có gọi cho em một lần, em không sắp xếp được công việc. Lần này em lại bị thuyết phục em đi được. Nhưng mà em lại gặp người không phải như là cái mô phỏng ban đầu mình ước muốn. Cho nên em cũng lấy làm tiếc. Không sao cả. Rất là nhiều người xem chương trình này, họ xem được và họ sẽ thấy được em là một cô gái như thế nào. Biết đâu đó trong những cái người xem đó có những người phù hợp với em, họ sẽ chủ động liên hệ với chương trình để xin số của em. Chúng tôi chỉ giới thiệu những tính cách của các bạn trên sân khấu này, biết đâu sẽ hợp với tính cách nào đó ở ngoài kia. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đi bên này, đi bên này đi. Ôi thôi, tình yêu là như vậy đó. Tình yêu vô cùng khó khăn nếu chúng ta không hiểu nhau. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mức có thể để kết nối những mảnh ghép đâu đó trong cuộc sống mà họ chưa gặp nhau. Nhưng đôi khi ghép lại họ cũng không hợp với nhau. Rất tiếc điều đó, ngày hôm nay là một ngày không may mắn lắm. Hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và có nhiều may mắn hơn nữa. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng có thị phạm nữa. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên Mùi ơi, cố lên. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ, lời đầu tiên cho con gửi lời chúc sức khỏe tới các bác, các cô, các anh chị, các chú ở đây và các bạn. Lời chúc sức khỏe và lời chào ạ. Con là Trần Văn Mùi ạ. Quê con thì ở Nam Định. Con hiện tại sống cùng gia đình ở Đắk Nông ạ. Ở gia đình có làm mô hình nhỏ về trồng trọt, về chăn nuôi ạ. À, mình vẫn đang ở Đắk Nông hả? Dạ, gia đình con. Dạ. Rồi, đó, lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó. Bây giờ chúng ta nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong phim trường và đang xem truyền hình. Em tên là Ngọc Quý, em đến từ thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước ạ. Vậy là sát bên rồi. Dạ. Rồi, năm nay cô gái của mình bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi ạ. Em hiện tại là giao dịch viên ngân hàng ạ. Hồi trước thì em có một thời gian là học tập ở Sài Gòn, cũng có làm ở Sài Gòn một năm. Sau đó thì em về quê làm việc và công tác tới giờ khoảng cũng đã gần 5 năm rồi. Tức là bây giờ mình sống ở Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Bên đây là nông trại ha. Dạ. Trồng được bao nhiêu cà phê, cao su nè? Con trồng tiêu với cà phê ạ. Hai cái chữ đi chung không có hên đâu. Dạ. Trồng được nhiều không?
Vui. Dạ, tính là cỡ khoảng 4 hectare. 4 hectare nha Lan nha. Làm nông gì chắc là chắc khỏe dữ lắm hả? Trời ơi, làm nông tao khỏe re. Cuồn cuộn không? Cuồn. Thôi, đừng nhắc tới từ đó cưng. Ủa, xin lỗi. Không để ý. Bây giờ mình tới với ưu điểm và khuyết điểm luôn đi nhà trai. Về vấn đề các môn thể dục thể thao thì cũng có chút khỏe chút. Đúng không? Dạ, dạ, dạ. Khi tốt nghiệp lớp 12 trung học xong rồi dạ, dạ. Mùi làm gì? Trước con học ở dưới Sài Gòn xong. Học con, gì? Con về điện tử ạ. Học điện tử, công nghiệp điện tử ạ. Đào công nghiệp hả? Dạ. Xong tốt nghiệp xong rồi không làm sao về quê? Con có làm, ý là con ra công ty làm được một thời gian. Nhưng mà ý là do sức khỏe của bố mẹ con á. Thì à, hiện tại là không về chăm sóc sức khỏe dạ, bố mẹ nên là ha? Con chuyển, dạ, dạ, dạ. Khuyết điểm nào không? Ý là nói chuyện với nhiều khi gặp bạn gái kiểu run, gặp bạn gái kiểu run. Ngồi đây mà còn run đừng có chi gặp bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Nếu mà nói ưu điểm thì em thấy em là người rất là tận tình á, có tâm, rồi rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Cái đó nó cũng chính là cái khuyết điểm của em luôn. Đó là tại vì em tỉ mỉ quá nên thành ra là tính của em nó sẽ hơi chậm so với người khác. Đôi lúc á, mình suy nghĩ cho người khác nhiều quá thì nhiều khi bản thân mình hay tủi thân. Nói chung nhà gái bên đây á, dịu dàng mà nội tâm lắm. À, còn bên nhà trai thì hơi nhút nhát chút. Ông này nhút nhát hả? Để tôi qua tôi khui thử coi. Nhút nhát lắm. Đó. Qua đẹp, mình coi coi trai. Ra sao. Dạ, em chào chị ạ. Hello chàng trai. Em chị ạ. Chào em. Trời ơi, chắc khỏe quá hả? Trời ơi, tướng chắc rụi luôn hả? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Các mối tình đó nó có đậm sâu không em? Có mối tình nói chung là gần nhất thì hơi đậm sâu một chút. Ý là chúng em quen nhau tình cờ, nói chung là cũng nói chung về bên Bình Phước. Xong em gặp cô. Bình Phước hả? Dạ, dạ. Bên kia Bình Phước đó. Về đi đám rồi gặp cô ở đám. Xong rồi hai đứa nằm quen với nhau. Rồi yêu nhau mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Gia đình cố thì muốn cố học tiếp rồi đi gọi là đi du học ở bên nước ngoài. Được chưa? Nhà trai tôi được chưa? Ok. Chịu. Coi nhà gái coi sao mà qua soi mói nhà trai tôi dữ vậy. Ôi trời đất ơi, dễ đó. Thương. Chào cô gái ngân hàng. Dạ em chào anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua là chắc cũng 4 năm mối tình rồi. Sao ít vậy ta? Thì cũng có những mối quan hệ thì em cũng quen một vài tháng thôi. Còn cũng có những mối quan hệ thì có thể quen được một năm. Một năm, lý do gì mình chia tay vậy? Em hơi xúc động. Xúc động hả? Chắc là cũng có một cái trắc trở gì trong tình yêu đúng không? Em xin lỗi. Em hơi xúc động. Không sao, từ từ. Cái gì cũng vậy, cũng phải có trải qua rồi thì mình mới cứng cáp được. Cái người đứng bên cạnh em á cũng có nhiều tổn thương lắm đó. Chị Lan là một trong những thần tượng của em á. Thấy chưa? Là cái người mà em đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Từ hồi mà em mới học lớp 8, lớp 9 thôi chứ không phải là bây giờ nữa. Nói chung là những chuyện thực tế thì như thế nào thì em không biết, nhưng mà những cái bài báo mà về chị Lan thì em đều có theo dõi hết. Thực tế nó còn kinh khủng hơn bài báo nữa đó em. Dạ mình bớt nói à. Thế thì bây giờ chị Lan hỏi cái này nè. Có gọi được tên của nó hay không? Để cho chị Lan biết. Chị Lan qua bên kia chị Lan hỏi là cái người đó có những cái mà của cái người cũ có hay không? Để né ra. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình. Và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Hợp lý. Vậy thì bây giờ với cái người sắp tới mà em sẽ đồng hành thì em mong muốn người đó sẽ như thế nào? Hai cái điểm mà em không thích nhất đó là một là sự gia trưởng độc đoán, hai đó là sự kỳ bo keo kiệt. Thì nói trước là về ngoại hình trước đi. Ngoại hình đi. Tại vì chiều cao em cũng hơi tầm trung á, ý là cũng cao cao. Có cao. Em mong muốn cao nhiêu cưng? 1m7 trở lên. Có lo gì chứ, xin lỗi á. 1m7 mấy luôn. Không, gần thôi ạ, gần. Tôi 7 mấy đó. Mắt không thấy, tai không nghe, đều có chuyện gì hết. Phải tự tin lên chứ. Dạ. Đừng mong trắng nha, nhà làm nông không trắng được. Đen mới mạnh mẽ. Trắng đen thì không quan trọng đâu, quan trọng là phải là sạch sẽ, tươm tất, chỉnh chu một tí chứ đừng có xòe xòa quá. Đến với chương trình mặc một bộ đồ rất là dễ thương, lịch sự. Lịch sự. Còn về tính cách thì em thích người có tính điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm mà cái người đó, tại vì bản thân em cũng là một người rất là nhạy cảm, nên là em mong là bạn nam cũng là người tâm lý một xíu. Tôi nói thiệt nha, tôi là con gái tôi lấy ông này liền. Mà ông hiền khô. Còn tôi là đàn ông tôi lấy bà này liền. Ủa vậy đó hả?
Lúc mà em có đăng ký trong chương trình á, em có nói một cái vấn đề như thế này. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có bệnh trong người nữa. Mà em chỉ mong muốn là cái người em quen á, có thể là ở trong cùng tỉnh Bình Phước, hoặc là nếu xa lắm thì có thể là ở Bình Dương. Để thứ nhất là qua lại thì nó cũng tiện hơn. Còn nếu mà ví dụ như mà sau này có thể tiến xa hơn á, thì có thể là dễ bề chăm sóc được gia đình hai bên. Chứ gia đình nhà em thì thực sự là rất là neo người, có tết nội tết ngoại. Em nghe bên đây nói nè nha, em nhà em đông người đúng không? Dạ, dạ. Ở rể được không? Nói chung là hai người cứ tìm hiểu. Nếu mà nói chung là ở rể thì em không có nghĩa là em có thể mua đất hoặc làm ở đấy, chứ ý là kêu ở gần bố mẹ thôi. Chứ còn mà kêu ở rể thì bên kia có hai gọi là hai ông bà thôi. Dạ dạ. Không có ai nữa trong gia đình con một mà. Dạ dạ. Từ Đắk Nông qua Bình Phước gần. Dạ cũng gần không bao xa. Dạ. Có mấy chục cây à? Tầm 2 tiếng, nói chung xe đi lại thuận tiện hết ạ. Bây giờ thôi để chúc hai đứa gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi bàn cái chuyện này. Cái này nha. Còn thương thuyết với nhau dài. Đúng dài. Rồi. Bây giờ mình gặp người thân đi. Đúng rồi. Hỏi cô gái chứ em đi dài vậy? Em đi với mẹ em với lại một người bạn của em ạ. Kính thưa chú Quyền Linh. Dạ. Cô Ngọc Lan. Cái đó bây giờ cái duyên của nó thì bây giờ tùy nó thôi, chứ còn tôi nó quyết định thôi, chứ còn tôi thì không có quyết định được. Cái sống được sống qua nó chứ đâu không phải được sống qua đây. Dạ. Chàng trai này thấy được không cô? Thấy được thì được, nhưng mà xa quá. Chứ là tại vì có một đứa con gái à, ổng cũng yếu rồi. Dạ. Cho nên xa quá bây giờ cũng không biết làm sao mà tùy con thôi. Có bà con ở Bình Phước nên là cũng dễ qua lại lắm cô. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện xa với gần đi cô, mà cô thấy ngoại hình được không cô? Dạ, dạ. Chào anh Huyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Em là chị của Quý. Thì em thấy thì em trai thì cũng được, hiền lành. Nhưng mà thì cũng hơi xa đó. Tại nhà Quý thì nó neo đơn lắm. Thật ra này nè chị, khi mà yêu nhau rồi á thì không có gì là xa cả. Em thấy em trai thì cũng hiền, nhưng mà thôi để hai em tự quyết định, chung hai em tự có cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn nhà gái. Mình đi với ai cơ? Dạ, em đi với em trai. Em ruột á mùi? Dạ vâng. Trời, nhà còn quá trời, còn em ruột nữa mà. Em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Rồi, sao em thấy trai? Chị dâu sao? Em sẽ có ý kiến của mình là cái bạn nữ hôm nay rất là xinh. Bên em thì cũng có nhà ở bên Bình Phước. Anh chị mà nên cho nhau là thời gian để tìm hiểu. Thật thì anh chị có thể đi xa nhiều hơn mà có thể tiến đến cuộc hôn nhân của mình. Mình có nhà ở Bình Phước luôn hả? Nhà ông bà ở Bình Phước. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đó, bởi vì hồi nãy con mới nói là rất là tiện luôn. Bây giờ thí dụ như anh trai qua Bình Phước ở thì em có thể ở nhà chăm sóc ông ba mẹ được không? Dạ được, thì em mua về cũng được. Trời ơi, thì có đứa em vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Trời, thấy chưa? Rồi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Dạ em chào anh. Dạ em có một cái phần quà của Bình Phước. Bình Phước thì thật sự là cũng không có những gì hết, thì chỉ có một ít đặc sản là hạt điều thôi. Thì em có một phần quà là gửi tặng anh, với lại là có hai phần là gửi cho chị Ngọc Lan với lại anh Quyền Linh. Trời ơi, có tôi nữa hả? Ngon vậy ta. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi đó. Nhìn cô gái coi thấy sao mùi lần đầu tiên gặp mặt đó. Con giống người chú hả? Hả? Cô ấy xinh đẹp ạ. Dạ. Xinh đẹp đúng không? Dạ. Đúng với chi tưởng tượng của mình không? Còn hơn thế ạ. Được rồi đó. Rồi Quý thấy mùi sao nè? Em thấy ảnh thì cũng ngoại hình cũng ổn. Có điều ảnh hơi rụt rè một xíu. Như anh thì nói chung hiện tại là đã xác định là ở nhà thì nói chung là làm công việc, nói chung là cái công việc bông không cố định giờ gian. Ý là chỉ cần có lý do là đi thôi, ý là không bị ràng buộc, có nghĩa là mình tự mình nên, mình có thể mình tự làm được. Ví dụ trong chuyện tình cảm á, thì anh nghĩ là một mối quan hệ như thế nào là anh cảm thấy là nó hợp lý và nó có thể tiến xa được á? Cơ bản là hai người hiểu nhau, thấu hiểu cho nhau được, anh chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần thế. Thì theo bản thân em á, thì em nghĩ là ngoài hiểu nhau còn phải có cảm thông và động viên nhau để phát triển nữa. Tại vì có những mối quan hệ á, nó chỉ làm cho bản thân mỗi người trong đó đi xuống thôi.
Cho nên là em cần một cái mối quan hệ, và em nghĩ là không phải riêng em đâu, mà đó là điều mà ai cũng mong muốn á. Đó là cái lý do để cho mình phát triển tốt hơn á. Dạ, bây giờ bước tới, đây là cô gái người ta rất là mong muốn được cái sự chở che, được cái sự bù đắp. Bước lên, đứng lên nè. Thôi ở dưới có người bước lên đó. Dạ. Rồi, sân khấu của em. Nắm tay cô gái. Mạnh dạn lên. Hỡi đi Mùi. Quý Mùi đó. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng thị phạm đó. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên Mùi ơi, cố lên. Ủa vậy thôi, không có nắm tay chứ vậy? Ủa, không được một giây luôn đó. Mà mỗi sắp xếp luôn đi. Face to face, hand in hand. Rồi, cảm nhận đi hai bạn. Anh thì cũng không dám hứa. Nói chung là hôm nay có cái duyên, nói chung mình đã gặp được nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh không dám hứa trước, nhưng mà nếu mà hai đứa mà có được về thì anh chỉ khẳng định với em là anh không làm nhóm khổ. Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Suy nghĩ cho kỹ. Đây không phải là chuyện bấm nút rồi cười rồi vui. Bấm là phải có trách nhiệm với quyết định của mình đưa ra. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Em có thể nói một chút lý do Quý? Thật sự anh cũng hơi rụt rè, với lại anh cũng chưa cho em cái cảm giác được là người này có thể bảo vệ và che chở mình được. Qua đó chúng ta thấy rằng những người đàn ông trước mặt người phụ nữ, nếu như mình yêu họ thì mình phải làm sao để họ thấy họ tin tưởng vào cái sự bảo vệ của mình. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, rất tiếc điều đó. Chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai em. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, mời hai em. Vậy là một mối tình không thể kết nối được quý vị. Hai trái tim không đồng dạng với nhau, không hiểu nhau. Thôi, bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem kết quả nó như thế nào. Chứ cái kết quả đầu tiên nó hơi buồn quá. Đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Gia đình em thì rất là dễ. Mỗi đây... lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Trai, ngồi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... Trước dịch đó thì em làm ở trên này. Nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có anh, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Dịch ổn rồi đó. Em về Biên Hòa mở pizza cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi.
Tại vì thuê đâu cũng được mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Đường tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình, thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rể, nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em này người Bắc thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không chịu. Trời, bắt rể có gì đâu khổ trời, tức ghê á. Bà thương con quá, sợ bắt rể khổ quá, rồi không chịu là thôi luôn đúng không? À, mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh à. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm biết cũng không mình không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình đó. Làm cho mình không có thời gian để làm một cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình, thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lận đận. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức á, thì nó cũng phải như thế nào mình cứ gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh à. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói là, nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị. Tại vì bề trên cho sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái á, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói chung là lễ phép, với tại vì bên đây bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất kỹ về mấy cái ăn nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên đó, nhiều khi phải cái cần những người biết ăn nói này kia, cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội á, nên nhà không có đi kịp. Thôi nay nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn được không? Dạ đó, tôi được mời anh gì là rồi khỏe. Dạ rồi, mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tư 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là Tư sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp. Thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi để xem mặt nhà gái đó coi. Nền nã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. Rất là nền nã đúng rồi. Mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Điều quan trọng mình mở rào ra, hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Ôi chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng nay thôi.
Và có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ, nếu nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói riêng. Không giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nước đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không? Hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó vẫn giữ công việc riêng như đâu của anh chồng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Để giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Sợ về làm dâu nấu đám giỗ nấu một cái là ê hề là không nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa, đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải là... người ta muốn bàn riêng, trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút coi có bấm nút không, bàn riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Yeah. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Coi mình có đến được hay không thôi. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ anh thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ hãy tới, hãy nắm hai tay của tôi ha. Dạ, dạ. Con nó còn phải nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh đô là bên em thôi, chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tôi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đã. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm nơ, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm dạ đi nhịn gì nữa trời. Chúng ta đang đám giỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm ra được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Rồi giữ lấy tất cả những kỷ niệm đó. Hãy chăm sóc để những kỷ niệm đó nó thăng hoa trở thành một tình yêu đẹp các bạn nha. Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin vui của hai bạn.